Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là một con đường bê tông liên xã thuộc ấp 1, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Anh chị cứ chạy đi thẳng đường này ra khoảng chừng 2 cây số là mình ra được quốc lộ 14, ra được Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, ra được trạm dừng chân Thanh Thủy, Thanh Thủy anh chị ha, là đi hướng này, và trong này còn rất là nhiều hộ dân người ta sinh sống nữa anh chị ha. Đó, cái đường điện đó, cái cột điện đó, đó anh chị. Đó, cái cột điện đó đó. Đó. Đường điện là đường điện dân sinh, đường xin lỗi, đường điện dân dụng nhé. Trong này rất là nhiều dân người ta sinh sống hai bên mặt đường này, hai bên mặt đường này anh chị ha. Đi thẳng đường này vào rồi mình quay lại đây là mình đi khoảng chừng 800 mét nữa, 800 mét này là mình ra được một con đường liên huyện. Đường liên huyện này rất là lớn nhá. Đường liên huyện này nó đi thẳng sang huyện Phú Riềng, sang khu công nghiệp Phú Riềng B và Phú Riềng A. DT741 ở huyện Phú Riềng anh chị nhá. Đó là mình ra gặp con đường nhựa liên huyện là mình vào tay phải. Còn mình gọi tay trái thì 2 cây số nữa mình ra được chợ 12, rồi ra được quốc lộ 14 về thành phố Đồng Xoài. Từ đây về thành phố Đồng Xoài của chúng ta thì hết khoảng 15 cây số, 15 cây số anh chị nhá. Còn về đến huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì rơi vào khoảng chừng 75 cây. 75 cây, không biết có tới không, tôi cứ nói dư dư ra đi chứ không mấy anh chị xem video nói là ông này ông nói sao mà ngắn thế. Chị nhá. Rồi, mình đi tiếp tục đi đến thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai thì mình đi khoảng hết 80 cây. Thành phố Hồ Chí Minh thì đi hết khoảng 125 cây, khoảng 125 cây anh chị nhá. Đó. Ấp 1 là một ấp cửa ngõ của xã Đồng Tâm, và xã Đồng Tâm là một xã thuộc huyện Đồng Phú anh chị nhá. Đất huyện Đồng Phú là một đất là một cái huyện Đồng Phú đây anh chị biết rồi. Từ cuối năm năm 2019 đến năm nay là đất đai rất là nhộn nhịp anh chị ha. Vì nó có khu nghiệp BKMX Đồng Phú về đây, nó mở một khu công nghiệp rất là rộng lớn, nên là đất Đồng Phú nó còn có giá trị anh chị nhá. Và từ cái vị trí tôi đang đứng cách cái đường tạo lực 65 mét ấy, nó rơi vào khoảng chừng 4 cây số đây, 4 cây số từ miếng đất này mà lên đến đường đó để sau này tụt về thằng khu công nghiệp BKMX Đồng Phú ấy, thì khoảng 4 cây số nó rất là gần. Cái đường đấy thì nó làm tận 8 làn xe. Với cái tốc độ lưu thông của nó tận 80 km/h, rất là nhanh để về được những cái tỉnh bên dưới hoặc khu nghiệp BKMX Đồng Phú. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm tại cái đường bê tông này, cái đường bê tông đang xị xe anh chị đang xem đây là 1 hecta 1 hecta 1 đúng không chị gì? 1 hecta 2 50 mét mặt đường bê tông này, 50 mét mặt đường bê tông này. Đó, tôi xin phép tôi ra góc này trước đi. Đây, 1 hết 2 nhá, 1 hết 2, ấp 1, Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước, đất Đồng Phú anh chị ha. Đường bê tông hiện hữu sẵn rồi, mình cứ thế mình làm thôi. Người dân Bình Phước ấy, thì người ta làm cái ranh giới là, một là người ta sẽ đào cái mương như này, hai là người ta sẽ trồng cây dại đó, mấy cây dại đó, đó theo cái ranh đất của ông chủ này với ông chủ này anh chị nhá. Rồi thì nó bắt đầu từ bắt đầu từ đâu ạ? Ủa, từ đấy hả? Xin lỗi. Tôi đi chui ra tận đây. Tôi bảo, ủa sao cái cây nó khác. Ra tận đây thì nhiều đất quá nhỉ. Cao su non. Rồi, đây. Xin lỗi anh chị nhá. Với tôi đang nói đoạn đấy tôi định ngỡ ở đây anh chị ha. Nó bắt đầu từ đây ạ. Bắt đầu từ đây nhá. Đây, nó bắt đầu từ đây. Đây, như vừa tôi có chia sẻ với anh chị, người dân ở Bình Phước người ta ngày trước nữa thì mấy bác thì hay trồng cái cây dại ở giữa đất để phân biệt đất nhà ông này với đất nhà ông kia. Sau này tân tiến hơn rồi chịu khó đổ cột bê tông này, anh chị thấy không? Đó, sang bên kia, anh chị ha. Cao su, ở Bình Phước mình vườn cao su nào cũng có mấy cái chòi đấy nhá. Chòi đó là nó có công dụng là, công năng của nó là trú mưa cho mấy ông bà cạo mủ. Ban đêm mà mưa là phải vào đó. Cái chị người dân địa phương đây chị có chia sẻ với chúng tôi là cái vườn nhà cái chú này là 9 năm, cao su này là 9 năm rồi chưa cạo. Thì anh chị nào mà đang tìm đất cao su á mà có mặt đường đẹp như này này. Đó, mặt đường bê tông này, rồi lại có điện này mà cao su chưa cạo mà để về mình khai thác mủ á, thì cái vườn này nó là một sự lựa chọn rất là tốt anh chị nhá. Rất là tốt ha. Đằng sau là suối chị nhá. Đó, đằng sau là suối. Trong này là dân cư ở trong này nhá.
anh chị nhá. Rồi, bắt đầu từ bờ mương này. Bờ mương này này. Hất sang sang cái cột bê tông vừa nãy tôi có chia sẻ cho anh chị. Anh chị ha. Đó, anh chị nhá. Bây giờ mình vào vườn ha. Đó, mình vào vườn. Rồi. Đấy, nó chạy như vậy. Nó chạy như vậy. Đó, đất thì rất là bằng phẳng nhá. Rất là bằng phẳng anh chị ha. Từ đây ra ngoài đường nhựa thì cũng gần thôi. Khoảng 500 đến 800 mét là ra được đường nhựa liên huyện rồi. Đi khoảng 2 cây số là mình ra được quốc lộ 14 này. Ngay ấp 1 Đồng Tiến thôi. Ngay chợ 12, người dân người ta hay gọi là chợ 12 đấy ạ. Chợ 12, tại sao có cái tên là chợ 12? Nó cách Đồng Xoài 12 cây số anh chị nhá. Đó. Đây, ở góc này thì nó có cái cột bê tông nữa này. Đó. Đó, cột bê tông này anh chị nhá. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, mình quay, tôi quay lại ra đường bê tông nhá. Đó, đất rất là bằng phẳng luôn anh chị nhá. Có đường bê tông này, có đường nhựa. Địa hình lại bằng phẳng nữa thì rất là tốt anh chị nhá. Đường sau nở hậu anh chị ha. Đấy. Bắt đầu lên đây, cứ chỗ cao su già nào là của người ta. Cái cây le này này, nó là cái ranh giới luôn đấy. Người ta để nguyên đấy để cho nó phân biệt cái ranh giới giữa nhà ông này và nhà ông kia. Thì đấy, nó chạy vòng vòng như này này. Đó. Tôi quay hết sức lại đấy. Cái bờ mương đó, ngay ngón tay tôi là bờ mương đó. Rồi chạy bọc ra đây. Đốt này nó bắt đầu nở hậu ra. Nở hậu ra. Đó. Rồi nó bọc sang bên kia. Như tôi quan sát là cái đất này hình chữ L nha chị ha. L ngược. L ngược chị nhá. Đó. Đó. Ở bên cao su già là của người ta. Đến cái cây này, cây le đấy đó. Bắt đầu bọc ra đây. Đấy, cái chỗ này thì dễ nhận biết thôi. Cứ cao su già là của người ta. Còn cao su non là của một mẫu 2 này. Một mẫu 2 này. Anh chị ha. À. Rồi đến suối là hết đất. Đấy, chỗ nào mà cây le cây dại nhiều là suối anh chị ha. À. Đấy, tôi quay, tôi quét một vòng camera cho biết. Nó dễ lắm. Không có gì khó khăn cả. Đó. 9 năm cao su, 9 năm chưa cạo. 9 năm chưa cạo anh chị nhá. Đó. Trên đất thì để tôi ra tôi tham quan cái nhà này xem là nó có nước không? Có giếng gì không? Đó. Đất mà có nhà ở sẵn thì nó cũng là tốt thôi anh chị nhé. Trước cũng có một số cô chú anh chị đặt hàng của công ty chúng tôi là gì ạ? Là mua đất, là có nhà trên đất sẵn thì càng tốt. Có nhà trên đất sẵn thì càng tốt. Thì cái đất này nó có nhà này. Cái nhà này anh chị về thật ra ở luôn thì mình phải sửa, mình sửa cái mái này chắc chắn rồi. Lâu ngày không có người ở thì cái mái nó sẽ hư. Nhưng tuy nhiên cái phần gạch này nó vẫn còn nguyên nhé. Đấy, nói chung là mình muốn ở thì mình phải sửa lại. Nhà mà không có người ở nó nhanh hư lắm anh chị ạ. Nhanh hư lắm, nó nhanh mục lắm. Mình có người ở cái nó khác ngay. Nó khác ngay. Có cái giếng này, tí tôi quay lại giếng cho anh chị. Đằng sau này có cái suối. Suối này thì suối cạn thôi anh chị nhá. Đấy, suối này cạn thôi. Mùa mưa mới có nước thôi chứ còn cái mùa khô là không có nước đâu. Đấy, thì mưa mấy trận lớn vậy nhưng mà cũng chưa có nước anh chị nhá. Đấy. Đó, nhưng mà nó vẫn là cái suối nhá. Thật ra ấy thì gọi nó là một cái đường thoát nước thì nó đúng hơn. Đấy, nhưng mà nó không có nó là không được. Mùa mưa là bắt buộc phải có nó để nó thoát nước anh chị nhá. Rồi, đây có cây xoài. Cây xoài hột. Đây nhá, giếng nhá, giếng này giếng đào ấy. Đấy, có cái giếng đào nhá. Yeah. Thế thì sao ạ? Thì mình mua miếng đất này thì mình có nhà ở. Có giếng nước, còn điện kéo ngoài kia vào. Thế là được rồi. Rồi, đến đây là hết cái mặt bên này này. Đó, anh chị nhìn thấy cột bê tông đó không ạ? Cột bê tông đó, cột bê tông cuối cùng của đất nhá. Cuối cùng của đất anh chị ha. Rồi, đấy, cột bê tông cuối cùng này. Đó, chạy dọc lên kia. Tôi đang đi theo đúng ranh giới luôn. Để tôi đi lên chỗ đầu đất, chỗ đường mà lúc đầu mà tôi quay video ạ. Chị nhá. Đấy. Chúng tôi muốn
lúc nào cũng muốn là gửi tới quý anh chị những cái sản phẩm tốt nhất. Và đặc biệt chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những cái sản phẩm mà chính chủ này, mà chính chủ mà cái chủ người ta phải là chủ khai phá chứ không phải là chủ đầu tư. Chủ đầu tư bất động sản mà chị mua vào ôm vào của mấy ông đấy thì chết luôn chị nhá, giá rất cao chắc chắn rồi. Người ta mà buôn bán về bất động sản thì mình mua vào là mình sẽ bị đắt anh chị nhá. Còn mình mua bằng của mấy ông chủ mà chủ gốc ấy, khai phá ấy, đó, người ta mua người ta bán lại, à xin lỗi, người ta khai phá rồi người ta bán á, thì nó tuyệt vời hơn anh chị nhá, thì nó tuyệt vời hơn rất nhiều anh chị nhá. Cái phần cao su cạo rồi này là của người khác này, phần cao su chưa cạo là của một mẫu hai nhá. Đó, đất rất là bằng phẳng nhá, cực kỳ bằng phẳng. Ê, tôi quay lại cái nhà này, nhà đấy nó có giếng nước luôn nha chị ha. Nếu mà mình mua mình có nhà ở luôn á, cái nhà đấy ở thoải mái luôn anh chị ha. Đó, từ đây ra chợ, ra trường mầm non, trường học cấp 1, cấp 2 ngoài quốc lộ 14, 2 cây số thôi, nó gần lắm, không có xa đâu. Đó, tôi đang đi đến cái phần này là phần đầu đất anh chị nhá. Đó, từ vừa nãy đến giờ là tôi cùng anh chị đi tham quan hết cái vườn này rồi. Đó, là nó có cái nhà ở này. Đó, nó có giếng nước, có đầy đủ điện từ ngoài này đấy, điện đấy anh chị, điện với tôi quay cái dây điện cho anh chị ở đó, đây cái cột điện đây đây, đó đó anh chị ha. Đó rồi, còn đường này đi ra quốc lộ 14 ra chợ này đấy, thì một lần nữa tôi nhắc lại nhá, đất anh chị đang xem đây thuộc ấp 1 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Có diện tích mặt đường bê tông là 50 mét, diện tích đất thì là một mẫu hai. À, giá bán là 2 tỷ 250 triệu trên 1 hecta. À xin lỗi, 2 tỷ 20 triệu tổng cái đất này là 12.000 m2, nghĩa là một mẫu hai. Vừa tôi xin lỗi anh chị, tôi nói tỏ tôi nói 1 hecta là không đúng nhá. 2 tỷ 250 triệu là tổng giá, tổng cái diện tích đất là một mẫu hai anh chị nhá. À, tôi phải nhắc lại, ấp 1 Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website của công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.